sóng, phẩm tùy hỷ hồi hướng. Bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị bảo Cụ Thọ Thiện Hiện: Đại Đức, các Đại Bồ Tát đã có sự tùy hỷ hồi hướng tương ứng với các việc phước nghiệp. Những việc phước nghiệp do bố thí, trì giới, tụ tập vân vân đối với các hữu tình khác là tối tôn, là thù thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Bấy giờ Cụ Thọ Thiện Hiện hỏi Đại Bồ Tát Từ Thị: Các Đại Bồ Tát đã khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, duyên theo vô lượng vô biên vô số thế giới khắp mười phương không thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi thế giới không thể nghĩ bàn, có vô lượng vô biên vô số Như Lai ứng chánh đẳng giác, cắt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận, đã vào cảnh giới vô dư ý bát niết bàn. Từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tuần tự như vậy, cho đến khi nhập vào cảnh giới vô dư ý bát niết bàn, cho đến khi chánh pháp diệt. Trong khoảng thời gian đó, tất cả giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn và căn lành đều tương ứng với sáu pháp ba la mật đa, hoặc căn lành tương ứng với công đức viên mãn của Phật, hoặc căn lành tương ứng với lực vô ý, hoặc căn lành tương ứng với thần thông ba la mật đa, hoặc căn lành tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc căn lành tương ứng với đại nguyện ba la mật đa, hoặc căn lành tương ứng với trí nhất thiết trí, hoặc vì lợi ích an vui tất cả hữu tình nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc vì vô lượng vô số công đức của chư Phật, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề diệu lạc, hoặc đã được đại tự tại ba la mật đa đối với các pháp, hoặc đã được vô lượng diệu hạnh của thần thông cao tổn có thể chinh phục tất cả những gì không thể chinh phục, hoặc có oai lực dõng mãnh như thật của Như Lai, không còn sự chướng ngại, không đối, không gì sánh bằng, không gì ví dụ nổi, không giới hạn, hoặc tri kiến Phật, hoặc mười lực ba la mật đa của Phật, hoặc đã chứng Phật Pháp bốn điều không sợ cao tổn viên mãn, hoặc đã chứng Phật Pháp có thể phát khởi các pháp thắng nghĩa, hoặc chuyển bánh xe Pháp, hoặc cầm đuốc Pháp, hoặc đánh trống Pháp, hoặc thổi là Pháp, hoặc dưới mưa Pháp, hoặc lập Pháp hội, hoặc đem Pháp vị ban cho các hữu tình tùy ý vui hưởng, để họ được đầy đủ, hoặc đối với giáo Pháp vô thượng là Pháp của chư Phật, Pháp của độc giác, Pháp của thanh văn, đã có sự điều phục thắng giải, quyết định hướng tới Tam Bồ Đề, hoặc Phật Thế Tôn thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho các Bồ Tát, hoặc tất cả căn lành thủ thắng kia gọi là căn lành tương ứng bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc thọ ký Bồ Đề cho độc giác, Bồ Đặc Giá La, độc giác thừa, hoặc tất cả căn lành thủ thắng kia là căn lành tương ứng sự quan sát 12 duyên khởi, hoặc thọ ký Bồ Đề cho thanh văn Bồ Đặc Giá La, thanh văn thừa, hoặc tất cả căn lành thủ thắng kia gọi là căn lành tương ứng ba phước nghiệp thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc căn lành vô lậu của bậc học và vô học, hoặc căn lành của các phàm phu đã gieo trồng với các pháp, hoặc bốn chúng đệ tử của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác là Bí Xô, Bí Xô Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, đã có ba việc phước nghiệp do thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc đối với giáo pháp chư Phật đã thuyết cho trời rồng giường xoa, nói rộng cho đến người chẳng phải người vân vân, đã gieo trồng căn lành, hoặc đã gieo trồng căn lành sau khi Phật nhập niết bàn, hoặc các loài hữu tình thân tâm tin ưa đã phát khởi các căn lành thù thắng và các công đức pháp đối với Phật Pháp Tăng và các thiện sĩ, tập hợp tất cả xem xét cân lường và hiện tiền phát khởi tầm tùy hỷ, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu. Lại đem sự tùy hỷ tương ứng với các việc phước nghiệp và ban cho hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện đem căn lành này cùng loài hữu tình đồng hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy việc phát khởi tùy hỷ hồi hướng và các việc phước nghiệp được phát sanh khác là tối tôn, là thù thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Ý ông thế nào? Đại Bồ Tát kia duyên theo việc như vậy mà khởi lên hành động tương ứng với tâm tùy hỷ hồi hướng, là có sở duyên, có thể đắc, có giống như sự chấp tướng của Bồ Tát kia không? Bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị trả lời Cụ Thọ Thiện Hiện: Đại Bồ Tát kia duyên theo sự việc như vậy mà khởi lên hành động tương ứng với tâm tùy hỷ hồi hướng này, thật sự không có sở duyên có thể đắc như tướng mà Bồ Tát đã chấp thủ. Khi ấy, Cụ Thọ Thiện Hiện bảo Bồ Tát Từ Thị:
Nếu không có các việc xả duyên như Bồ Tát kia đã chấp lấy tướng, thì các Bồ Tát kia tùy hỷ hồi hướng đâu chẳng thành tưởng tâm kiến điên đảo. Vì sao? Vì như có người tham đắm việc vô sở hữu, vô thường cho là thường, thật sự khổ cho là vui, vô ngã bảo là ngã, bất tịnh cho là tịnh, liền phát khởi tưởng tâm kiến điên đảo. Như việc sở duyên thật sự vô sở hữu, bồ đề và tâm cũng lại như vậy, tất cả pháp và tất cả cảnh giới cũng như vậy. Nếu tất cả chủng loại đều vô sở hữu không sai khác, thì những gì là việc sở duyên, những gì là tâm tùy hỷ, những gì là bồ đề, những gì là hồi hướng? Tại sao Đại Bồ Tát này duyên việc như vậy mà khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Bồ Tát Từ Thị trả lời với Thiện Hiện, đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì không nên đối trước các Bồ Tát mới học Đại Thừa kia mà nói. Vì sao? Vì người kia nghe tất cả sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì tâm tin ưa, cung kính sẽ mất ngay. Như vậy, pháp tùy hỷ hồi hướng nên vì Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển hoặc người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đã phát nguyện lớn gieo trồng nhiều căn lành lâu dài, đã được nhiều bạn lành hộ trì mà khai thị phân biệt. Vì sao? Vì những người kia nghe được sự tùy hỷ hồi hướng này, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng lui, chẳng mất. Các Đại Bồ Tát nên đem sự tùy hỷ, tương ứng với các việc phước nghiệp hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chính lúc bấy giờ nên nghĩ, phải dụng tâm tùy hỷ hồi hướng, sự dụng tâm này đã tận diệt ly biến, việc sở duyên này và các căn lành cũng đều như tâm tận diệt ly biến. Trong đây những gì là chỗ dụng tâm và lấy những gì làm việc sở duyên và các căn lành mà nói tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đúng lý thì tâm này đối với tâm không có sự tùy hỷ hồi hướng vì không có hai tâm đồng thời khởi lên, tâm cũng không thể tùy hỷ hồi hướng tự tánh tâm. Vì thế nên tâm tùy hỷ hồi hướng và việc sở duyên đều bất khả đắc. Khi ấy trời đế thích thưa Thiện Hiện, các chúng Bồ Tát mới học Đại Thừa nghe việc này tâm họ sẽ không kinh sợ lui mất. Làm sao chúng Đại Bồ Tát đối với việc sở duyên mà khởi tâm tùy hỷ? Làm sao gìn giữ sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà không trái lý? Bấy giờ Thiện Hiện nương oai lực Bồ Tát Từ Thị bảo Đế Thích, các Đại Bồ Tát duyên theo tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô lượng vô biên vô số thế giới khắp mười phương, không thể nghĩ bàn để cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận, quét sạch mây mù, dọn dẹp chông gai, bỏ các gánh nặng, đạt được tự lợi, hết sự trói buộc các cõi, chánh trí giải thoát, tâm được tự tại, đạt đến cứu cánh đệ nhất vào cảnh giới vô dư y niết bàn. Từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã cầu, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình. Sau khi nhập niết bàn cho đến chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó, đã gieo trồng các công đức căn lành và chúng đệ tử, đã gieo trồng căn lành với giáo pháp của Phật, đồng thời khởi lên các công đức khác, tập hợp tất cả xem xét cân lượng và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng. Tối tồn, tối thắng, tối thượng, tối diệu,